Thôi mà mấy hai ngày hôm nay tôi nói thật với anh em tôi buồn cười. Buồn cười đéo chịu được. Tôi lên thì anh em đều biết là kênh công nghệ lõi rồi đấy. Lên đọc comment tôi hiểu hiểu các anh em học ở đâu được cái trò. Mẹ cứ vào trong kênh của bọn tôi xong rồi comment mấy câu kiểu mẹ văn mẫu. Mà văn mẫu đã đành, dạo này có những cái thể loại văn mẫu đọc mà tôi thật với anh em vốt dơ phải của ông bố. Đọc mà tôi mẹ chết cười mẹ luôn. Đéo hiểu vào mẹ hơn gần 300 comment toàn thấy mẹ cái đéo gì. Đây, tôi đọc một số comment cho anh em nghe nhá. Đọc một số comment gọi là để có sự tri ân văn mẫu của tất cả các anh em. Toàn những comment rất hay. Phải đọc qua một cái bởi vì quá hay anh em hiểu không? Phải đọc qua vì nó quá hay. Đấy đợi tôi. À, đây. Anh em muốn chúng tôi tiếp tục làm video gì hoặc review sản phẩm gì cứ comment nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện ạ. Tức là thực ra nó thật với anh em mà lâu nay ý, thì anh em cũng đều nói rằng là tôi mẹ đéo bao giờ đọc comment YouTube. Tôi mẹ thế này thì kia, các cái YouTuber khác thì nó chuẩn chỉ của người ta là lúc nào vào clip của người ta ấy, là đọc cái phần comment nó phải có một cái comment sticker. Ví dụ như là các bạn muốn mình làm cái gì các bạn bảo mình nhé. Hoặc là ôi mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình, các bạn tiếp tục đóng góp các nội dung để bọn mình làm nhé. Đấy thì tôi cũng học theo như vậy. Tôi cũng lên, tôi cũng lần mò, tôi cũng viết văn hoa văn hoeo đề nghị chúng tôi làm video gì vào đọc mẹ ngay comment phía dưới tôi xem có những cái phản hồi gì nhá. Chúng ta cùng xem có cái phản hồi gì. Sao lốt mãi đéo ra gì nhau nào. Đây, ngay phát đầu tiên luôn. Đi đá phò đi anh. Cảm ơn anh em Tiến Đạt. Tôi cũng rất là muốn, tôi rất là muốn kiểu học theo cái YouTuber ấy. Đấy, đéo hiểu đấy anh em xem. Tức là mình cũng mẹ muốn là có cái sự tương tác ấy, anh em hiểu không? Có cái sự tương tác ấy cho nó kênh, cho nó đúng chuẩn chỉ ấy, anh em hiểu không? Đấy, mẹ có được khoảng 5 cái phản hồi thì hai cái phản hồi đi phá đò thì đéo hiểu là như thế nào luôn. Đây còn một số những comment mà nó phải tay thằng bạn tôi từng bị liệt không thể cử động được, nhưng may mắn được tôi cho xem video này. Xong nó bảo rằng video của ông Dũng CT phải không. Nó lấy điện thoại vào app Nemo để vào kênh trực tiếp game thường livestream 23 giờ đêm. Điều đáng ngờ là sao tự nhiên nó cử động được vậy. Tôi bất quá bất ngờ đỗi đang xoay bánh nếm kem mà quên cả chấm sữa. Tôi nói với nó là ô mày khỏi liệt rồi à. Đến lúc này nó mới nhận ra trong vô thức nó cử động được. Hóa ra nhờ xem video của kênh công nghệ lõi nên thằng bạn tôi đã khỏi liệt. Cả nhà thằng bạn tôi đã vui sướng vào ngay kênh công nghệ lõi này. Tiếp tục. Suốt 10 năm qua tôi đã luôn cố gắng theo đuổi ước mơ được làm một streamer. Tuy nhiên tôi không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải chuẩn bị những gì, không biết chính bản thân mình có phù hợp với công việc này hay không. Ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ, còn thực lực thì cần phải xem xét. Trong 10 năm nay, tôi đã rất nhiều lần lên YouTube để tìm những video hướng dẫn làm streamer. Ngày này qua ngày khác, lướt qua mắt tôi là những video rất nhàm chán, nội dung không gì nổi bật. Thậm chí có những video khiến tôi bi quan với ước mơ của mình. Cho tới khi tôi gặp được video này lướt qua trước mắt, công nghệ lõi. Cái tên trao ôi mà thân thuộc vì tôi luộc lõi ngô để uống cho lợi tiểu. Cảm ơn mèo hai chân. Tiêu đề video còn đưa ra con số 50 triệu, một con số khá gần với con số tôi đã tích góp trong 10 năm qua. Tôi chỉ cần 45 triệu nữa thôi. Nội dung video thì khỏi phải bàn, hoàn hảo. Tiếng người dẫn chuyện cho tiếng âm thanh được lồng ghép du dương một bản giao hưởng. Tôi đã xóa hết tất cả những âm thanh ASMR thường nghe buổi tối vì tôi biết tôi chỉ cần nghe video này là dễ ngủ. Video có bố cục hợp lý, chi tiết, từng sản phẩm được review kỹ càng cẩn thận. Gương mặt hay vật chính có nét gì đó rất hợi gợi đòn. Sau khi xem video tôi đã hiểu được giấc mơ làm streamer của tôi không hề xa vời. Chỉ cần tôi tin tưởng vào bản thân, dù mà kinh sử các cuốn đẳng nhân tâm, sell hết, tôi sẽ làm được. Đó là giá trị nhân văn mà video làm lại cho người xem. Chúc quan tâm người lõi ngày càng chiến phát triển những video thú vị hơn nữa. Còn riêng video này thì tôi chỉ có điều này để nói, video dài quá mà không phải là một tâm quan tâm tôi không xem. Cảm ơn công nghệ lõi. Tôi đọc xong nó phải ngang với cả một bài nghị luận xã hội anh em ạ. Về cái độ dài của comment nó phải bằng bài nghị luận xã hội. Cảm ơn anh em Huiburia. Có lẽ là tổng hợp tất cả những lời bọn tôi nói trong video khéo đéo dài bằng comment. Vãi cả trường. Mẹ
đây là cái video thứ hai chứ còn cái video đầu tiên vào tôi còn đọc được một vài comment của mấy chắc là của mấy viewer kiểu tự nhiên thấy có video vào xem ấy. Cảm ơn anh Lầu Game nó còn vào nó bảo đờ mờ kênh này mua mẹ bot comment à có đâu thân tôi không chứ mẹ khốn khổ khốn nạn nhớ biết giải thích như nào. Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh Công Nghệ Lõi. Mặc dù là cả kênh mới được có 2 video và mỗi tháng được 1 cái, nhưng mà vẫn được anh em ủng hộ rất là nhiệt liệt, comment đọc rất hay nhá. Mỗi lần mà tôi coi như là có điều gì buồn, từ bây giờ tôi đã có một nơi để tôi có thể giải tỏa. Đó là tôi sẽ nhảy lên trên kênh để đọc comment anh em ạ nhá. Anh em cứ tiếp tục nhá, cứ tiếp tục.